Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết là vừa nhận được công văn của ba ngân hàng hội viên gồm BIDV, Sacombank và TP Bank phản ánh về diễn biến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng. Theo đó thì các ngân hàng này bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của việc đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố, đề nghị thu hồi số tiền 6.127 tỷ đồng từ ba ngân hàng để khắc phục hậu quả của Ngân hàng Xây dựng. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định theo pháp luật hiện hành thì các ngân hàng cho vay không có trách nhiệm phải tìm hiểu và xác minh nguồn gốc số tiền trên tài khoản thanh toán của bên vay trước khi thu nợ. Việc này có thể dẫn đến hàng loạt giao dịch vay vốn và gửi tiền với giá trị nhiều tỷ đồng có nguy cơ xảy ra tranh chấp. Chính vì thế, trong thư hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị xem xét, cân nhắc và có chỉ đạo xử lý phù hợp.